BTS chính là ví dụ điển hình cho câu tuổi tác chỉ là con số sau khi soi chán chê các món ăn của 7 người đàn ông lực điền từ video hậu trường, show thực tế đến fansite. Các ARMY mới té ghế khi nhận ra đâu có khác gì hàng bánh kẹo. Đây là kênh KDKpop, hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu những món ăn vặt nào BTS thích nha. Giá cả của những món này chỉ nằm khoảng tương đối chứ không chắc chắn. Giá thực tế có thể cao hơn hoặc là thấp hơn giá đã nêu. Giờ thì KDKo. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Đầu tiên, Brookside Chocolate. Đây là món chocolate đắng vị Việt Quốc có giá từ 30 đến 100 ngàn. Theo mình thấy thì món này có vị đắng của chocolate nhưng hậu của vị Việt Quốc và ngọt dễ chịu. BTS thường ăn món này trước khi lên sân khấu và cả trong hậu trường nữa. Vị đắng của chocolate còn giúp tỉnh táo. Mấy bồ hãy thử loại chocolate này nha, đáng để thử lắm đây. Thứ hai, Matashi Squid và các loại snack rong biển. Matashi Squid là món snack rong biển cay có xuất xứ Thái Lan. Trần Quốc rất thích mấy loại snack rong biển này. Trong một vài lần hiếm hoi xuất hiện trên V-Live, Trần Quốc đã vừa live vừa ăn snack rong biển vừa trò chuyện với ARMY. Vì tình yêu quá ư là to lớn dành cho snack loại này, nên mỗi lần mua snack trong siêu thị thì y như rằng cậu ấy sẽ chọn mấy gói snack rong biển. Trong thùng đồ ăn vặt của Trung Quốc, chiếm phần lớn là snack rong biển, còn lại là những loại bánh mà ai cũng biết. Đây là em bé của Bangtan, mình xin nhắc lại một lần nữa, đây là em bé của Bangtan, chứ không phải là cậu trai vừa mới bước qua 23 tuổi cách đây vài ít hôm đâu nha. Thứ ba đó là Banana Cake. Có vẻ như Trung Quốc khá thích các món snack hương chuối, bởi vì món snack Banana Cake này rất được cậu yêu thích. Đây chẳng qua cũng chỉ là một loại bim bim rất là bình thường, chỉ có thêm mùi chuối không giống như một số loại snack khác mà thôi. Nhưng không biết có ma lực gì mà khiến cho Trân Cúc nhà ta lại yêu thích đến thế nhỉ? Bugle là món bánh thứ tư. Bánh Bugle hay còn gọi thân mật kiểu Việt Nam là bánh móng tay quý phi, có nguồn gốc từ năm 1965, nhiều vị khác nhau. Mình không biết cụ thể Bangtan thích vị bánh nào, bé bồ thử để ý xem các cậu ăn loại nào nha. Theo kinh nghiệm ăn ké bánh của em mình thì mình nghĩ đây là món ngon nên thử nha. Thứ năm, Meiji Mushroom. Kẹo sô-cô-la hình cây nấm đáng yêu này cũng là một trong số những món ăn vặt mà BTS thích, nhất là hội McNally. Vị sô-cô-la của loại này giống với mấy bánh sô-cô-la cho mấy bé nhỏ nhỏ, trong cái trứng khủng long vậy đó, nhưng mà không có ngọt cắt như thế đâu, có giá là 155.000. Thứ sáu, Malanko hay còn gọi là kẹo sữa. Kẹo này có rất nhiều vị như là vị dâu, vị sô-cô-la, vị sữa không nồng như những kẹo sữa khác, mùi rất là thơm và kẹo rất ngon nữa. Nhắc tới mà mình thèm kẹo sữa ghê vậy luôn đó. Thứ bảy là Pringles. Pringles hay là bánh khoai tây, món này là món yêu thích của Suga nè. Nếu mấy bồ gần đây để ý, trong những video hậu trường của BTS, Suga thường ăn loại snack này lắm. Thứ tám là Honey Mustard Chip, một loại khác của snack khoai tây. Nhưng cái khác là nó có vị ngọt của mật ong, hình như BTS rất thích những món snack có vị mật ong thì phải. Thứ 9 là French Pie. Đây là một loại bánh ăn trong những bữa tiệc trà chiều của Pháp, món này có vị ngọt vừa phải. Thiên về vị béo hơn là vị ngọt, kết hợp với một ly trà thì biết ngay đây là mỹ vị. BTS thích món này vì nó có vị nhẹ hơn các loại bánh ngọt khác. Thứ 10, Mankey Tico. Đây có thể gọi là bánh mochi Hàn Quốc có mùi thơm của gạo nếp và mùi là gói hơn là mochi truyền thống của Nhật Bản. Bật mí với mấy bộ là một trong những biệt danh của Jimin nhà mình chính là Mankey Chok đó. Ai mượn Jimin đáng yêu quá anh chi. 11. Quisco có thể gọi là bánh quẩy mì tôm Hàn Quốc. Bánh có vị mặn mặn của muối, ngọt ngọt của mật ong, hình dáng lạ mắt. Mấy bộ có thể chip mua mình với trai nhà với giá 75.000 với một gói bánh 280g. 12. Gadi Gadi Kun. Còn có ai nhớ sự kiện phi bút ốc khi gặm nguyên cây kem không? Cây kem xanh dương nhìn cực kỳ đẹp. Kem soda Gadi Gadi Kun xuất xứ từ Nhật vô cùng được đón nhận nha. Thứ 13 là Osta. Bánh này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nè? Chạy ra tiệm tạp hóa đầu đường là có thể mua được rồi. Giá thì mềm quá trời luôn. Mấy bộ có thích bánh này không? Chứ mình là mình cuồng bánh này lắm nha. Chả trách sao, 7 em bé nhỏ nhà mình quá là thích loại bánh này luôn. 14. Honey Presto. Bánh quy vị mật ong, mấy bộ có thể tìm thấy ở siêu thị hay là chủ cửa hàng với giá rất bèo, chỉ từ 15.000 đến 30.000 là mấy bộ đã có thể thử loại bánh mà các cậu bé lớn xác nhà mình thích rồi đây. 15. Hershey's.
Đây là loại sô-cô-la Mỹ có vị sữa. Đây là loại đồ ăn vặt khá là sang, có giá khoảng 500.000 đến 1.500.000 đồng. Giá này quá ư là đắt so với những loại thường nên mình vẫn chưa thử được, thiệt là muốn thử quá đi mất. 16. Honey Butter Chip. Còn nhớ cái thời cả Đại Hàn Dân Quốc phát cuồng về món khoai tây chiên mật ong này, BTS cũng không ngoại lệ. Em Úc John Trung Quốc lại trở thành một đại sứ bất đắc dĩ cho món snack hot hòn hòn này khi hớn hở băm mâm nó tại fansite, khiến cho khoai tây mật ong thêm phần bùng nổ. Dù đã hạ nhiệt, nhưng khoai tây mật ong vẫn là món snack quen thuộc và được yêu thích từ Hàn tới Việt Nam. Hiện nay, bồ có thể dễ dàng tìm thấy nó dễ dàng với giá sắp xỉ 50.000 đồng một bịch to ăn thả cửa. Mua ngay để có thể chip mua mình với idol nào. 17. Đó là sữa chuối. Không ai có thể phủ nhận, em út Jungkook là đại diện không chính thức và sáng giá nhất của sữa chuối, Bing Gray. Sự cuồng sữa chuối của cậu Úc nổi tiếng đến nỗi, chỉ cần thử gõ từ khóa Jungkook và sữa chuối trên Google, bạn sẽ thấy hàng loạt meme của cậu chàng bên cạnh sữa chuối, nâng tầm món ăn này lên hàng biểu tượng. Là Army Việt, bộ hoàn toàn có thể tìm thấy món uống gây nghiện này tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi với giá khoảng 17.000 đến 20.000 đồng một hộp. Điều khác biệt duy nhất là sữa chuối tại Việt Nam đóng trong hộp giấy nhằm dễ vận chuyển và giữ được lâu hơn. Sữa chuối dạng hộp chỉ có hạn sử dụng 3 ngày. 18. Là kẹo dẻo vị đào. Quả đào ngọt liệm, mọng nước chính là verdict mùa hè tại Hàn Quốc khi dân tình đổ xô săn lùng tất cả những gì liên quan đến đào, từ bánh, kẹo đến đá viên vị đào. Mỹ Nam Phi của BTS cũng không ngoại lệ. Là ARMY, ai cũng biết Taehyun mê món kẹo dẻo đào đáng yêu này tới mức nào. Bồ có thể thử hương vị này ngay tại các siêu thị với giá khoảng 13.000 đồng. Ngoài vị đào còn có vị nho rất thật và đáng thử nữa. 19. Là kẹo dẻo. Không phải món được quảng cáo lộ liễu, nhưng kẹo dẻo gấu vị coca vẫn không thoát khỏi được cặp mắt cú vọ của ARMY khi vinh dự được RM nhâm nhi trong chương trình Bangtan Pom. Dẫu chỉ là gói kẹo Haribo tuổi thơ ai cũng ăn, nhưng hình tượng rapper bên ngoài khuôn ngầu, bên trong mây đồ ngọt vẫn khiến cho ARMY thông tim về sự tương phản đáng yêu quá sức. Kẹo có hai size, dao động từ 10.000 đến 26.500 đồng. Hãng này cũng có nhiều loại kẹo dẻo như hình gấu truyền thống, hình Coca-Cola, hình trái cây, song không biết vì lý do gì mà kẹo dẻo hình sâu lại được nhiều người yêu thích hơn. BTS thường ăn các món này trong fan meeting, đồng thời cũng là món ăn trong các trò chơi với nhau. Một trong số những trò chơi nổi tiếng là để miếng kẹo dẻo lên bộ phận của mặt và không dùng tay, chỉ cử động cơ mặt để đưa kẹo vào miệng. Và cuối cùng, 20 bánh Oreo. Oreo thuộc hãng Odeon, một hãng bánh kẹo siêu nổi tiếng của Hàn Quốc. Từ Oreo, người Hàn đã chế ra rất nhiều món ăn liên quan như là bánh cheesecake Oreo, đá xay Oreo. Trung Quốc rất là thích món này luôn nha. Những cậu bé của chúng ta vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhưng do sự nghiệp nghệ sĩ phải có một thân hình đẹp, cho nên các cậu ấy ăn rất nhiều đồ ăn vặt để thỏa mãn sức ăn của mình. Trong danh sách này có món nào bồ thích ăn không? Hãy comment bên dưới nha. Đây là KD K-pop, vừa rồi là video những món ăn vặt yêu thích của BTS. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh vẫn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Tạm biệt!